Vâng, xin chào các bạn. Hôm nay mình có những cái đài radio cassette băng đĩa CD luôn, mấy cái luôn ạ. Mà hôm nay mình giới thiệu với các bạn này, chỉ có 5 triệu 500 ngàn đồng một cái đài có đầy đủ 3 trong 1: radio, CD và cassette. Về chức năng của nó cũng rất là nhiều. Về các bạn nhìn thấy cái đầu cái đài này là hiệu JVC, mà người ta còn gọi là cái này là cái chống cơm này, vì nó có hai cái bắt hai bên hông các bạn này. Hai cái bắt cực kỳ đẹp nha, hai cái bắt hai bên hông, hai cái mít. Nếu như mình nói không ngoa, mình nói luôn lúc nào cũng nói thật, thì âm thanh con này so với một cái dàn âm thanh, một chiếc âm ly và một đôi loa nào đó cho tầm cỡ 10 triệu không qua con này, nói cho chắc luôn vậy. Hay luôn. Đấy là hai cái bắt hai bên hông, bên này và bên này. Đấy, còn cái này là cái cửa băng này. Cửa băng mình đậy lại. Đậy lại. Vặn cái nút này lại là mở mở băng CD. Đây là cửa băng cassette này. Đây, mở ra. Bỏ vào. Bây giờ mình test từng chức năng một nha. Đây, mình test từng chức năng một này. Mình bỏ cái đĩa băng vào rồi. Mình vặn cái nút này lại, đẩy xuống mà nút này lại. Bấm play. Đấy. Bấm play. Đó, các bạn nghe không? Tiếng bass cực kỳ hay luôn. Đây, cái này cái volume của bass này. Có thể mình thu từ cái âm thanh của cái đầu đĩa này vào trong cái băng cassette được luôn. Mình muốn lưu lại băng cassette đấy. Rồi, bây giờ mình test cái băng cassette đi nha. Mình tạm dừng cái CD. Mình bỏ băng cassette vào nè. Mình bỏ băng cassette vào nè. Và băng này thì mình thử nhiều quá cho nên đủ thứ trong này. Mình đẩy vào, mình đặt nút cái lại. Rồi, mình cũng bấm play. Play tab nè, tab nè. Nghe táp đây, hiện đến đồng hồ táp là cassette đấy. Rồi bây giờ mình test tiếp là test radio sitop này, test tuner tuner đấy các bạn này, tuner radio. Radio thì mình bấm nút này mình chặn, mình thả ra là nó vào tự động đấy. Bấm lúc này mình dò đài khác, đài nó đài ngồi chắc. Mạo như là đá banh thì rõ ràng nó giống như một xe cũ mà phải đẩy lên cái tốc độ khoảng 120 cây số giờ, thì lúc đó phải đi đại tu máy bằng cách Các bạn nào? thấy Anh radio nên rõ liên không? hệ với các bác sĩ để xem và thử là mức độ Đây, thoái hóa của mình có mình đang cần nghe phải rõ điều nữa, mình trị giảm uống tốc thuốc bách hay chứ. chưa. Chúng ta bây giờ có nhiều cách, ví dụ người ta có thể là bơm cái chất nhờn nhân tạo vào trong khớp Rồi. gối, huyết tương vào tiểu cầu. Bên cạnh đó Quá thì đẹp, quá người ta hay. hay sử dụng những cái sản phẩm Rồi, mà hai cái mới mic này. hỗ trợ điều trị từ thiên nhiên, ví dụ như là những cái sản phẩm mà có chứa luôn cả Và một nghệ điều đặc biệt này, nữa. có luôn cả vỏ cây liễu trắng nè, con protein Một điều đặc sunfat biệt nữa những là cái nó tổ có chức cái dây chiết xuất đều, từ màng có cái trứng, dây nè. những cái sản phẩm thế hệ mới này đó, nó sẽ hỗ Rất kỳ trợ là mình trong cái xịn việc gọi là sò. bảo Ăn dưỡng tên niềm rồi đầy tin đủ. để cho mình có thể tiếp tục Rồi, chơi những cái môn thể thao mà bây giờ mình chúng yêu ta ước. test một bản nhạc Vâng, đĩa cảm ơn bác CD sĩ nữa với phần nha. tư vấn vừa Là rồi bấm từ dừng cái những này. giải pháp mà bác sĩ vừa chia sẻ ở trên. Quý vị thính giả cùng Tắt cái thêm sản phẩm tắt trên cái thế hệ radio, mới. bấm của chị đi. Rồi mình nâng bắt lên tí, nâng bắt các bạn này. Xa lâu rồi,
còn gì, ước mơ làm chi một lần buồn chưa bối xóa. Quê cũ ghi bao tình tôi mến đêm trăng rằm, mộng ngày hiền hòa bên mái chay. Năm xưa tôi nhớ nơi này qua một đêm gió mưa nhiều, lời nào ta rót vào tim nhau trong mê biết nói sao. Vâng, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Với một chiếc đài như thế này giá 5.500.000 đồng, âm thanh nghe hay, về giá trị sưu tầm về đồ cổ nữa cũng rất tuyệt vời nha. Vâng, xin chào các bạn và xin hẹn gặp lại.